Hello, xin chào, chào mừng các bạn đến với VR Academy. Mình là Chino từ VR Studio và ở video này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách để quay highlight trên Win 10 bằng phần mềm của Win 10. Thì trước tiên các bạn vào cái mục Star, các bạn search là DVR. Các bạn đây click vào cái chữ Control Now Game Bar nè. Bây giờ các bạn ở đây có một cái dấu gạt qua gạt lại đó, các bạn phải chỉnh cho nó on, đấy là bật. Ok, bây giờ các bạn qua mục Game DVR. Các bạn bây giờ chúng ta sẽ setting từng mục nha. Ở đây có mục Record in the Background, đây chính là cái quay highlight nè. Các bạn chỉnh nó on. Cái Record the Last thì cái này chính là khoảng thời gian mà các bạn muốn quay lại. Ví dụ như bạn muốn quay 15 giây trước đó thì các bạn chọn 15 giây. 30 giây trước đó thì các bạn chọn 30 giây và đây là 1 phút trước đó. Ví dụ như các bạn viết xong, các bạn vừa có highlight, các bạn vừa viết rất nhiều người và các bạn muốn quay lại 1 phút trước đó thì các bạn click vào chọn 1 phút. Hai câu này thì các bạn check vào. Các bạn cái mục recorded này thì dùng để quay game, thì cái đây là cái thời lượng tối đa để quay game là 4 tiếng. Các bạn có thể setting lại là âm như mình là 1 tiếng. Đó là tùy vào cái điều kiện mà các bạn muốn sử dụng. Record audio thì đây này là phần âm thanh. Nếu như các bạn muốn record audio thì các bạn click vào cái dấu này chỉnh cho nó on. Còn nếu mà không muốn record âm thanh thì chỉnh nó off. Ở đây là mục mic. Nếu như các bạn muốn có mic vào thì các bạn check. Còn nếu không có mic thì các bạn tắt. Ok. Còn cái ô này là chỉ record cái audio của game only thôi, thì các bạn bỏ check luôn nếu như các bạn muốn có những cái âm thanh khác. Còn nếu không thì các bạn cứ check vào. Ở dưới đây là cái chất lượng của video khi mà quay ra. Ở đây mình chỉnh là 60fps và chất lượng video là 2, và mình sẽ không có cap cái con chuột, tại vì mình sẽ test thử với cái tựa game là PUBG Mobile. Bây giờ các bạn quay lại cái mục mà game bar. Bây giờ các bạn sẽ đặt nút khóa cho nó. Bây giờ thì mình sẽ đặt nút khóa của quay highlight là Ctrl F1. Bạn kéo xuống, bạn nhấn Save. Ok. Và bây giờ các bạn vào game thôi. Khi mà các bạn muốn quay highlight thì các bạn nhớ cái tổ hợp phím. Giống như hồi nãy mình đã set up cái tổ hợp phím để quay highlight, đó chính là Ctrl F1 nha các bạn. Và các bạn phải nhớ nó. Nếu như các bạn có highlight thì các bạn nhấn Ctrl F1 liền thì nó sẽ quay lại 1 phút trước đó. Wow. Bắn mãi không chết này, hai ông này. Wow. Ở đây à. Ok. Ở đây. Ok. Đấy, coi như chúng ta là một pha highlight hồi nãy chắc chưa tới 1 phút đâu. Bây giờ thì mình sẽ nhấn tổ hợp phím Ctrl F1. Bây giờ các bạn back lại cái chỗ cái setting hồi nãy. Đây, chỗ một setting nè. Các bạn vào nút Open Folder. Đây, các bạn sẽ thấy đây. Đây, hồi nãy mình quay, mình nhấn Ctrl F1 2 lần các bạn à. Thì mấy lần luôn thì phải. À, đây đúng không? À không, cái này là cái sụt trước mình quay. Còn đây là hai lần vừa rồi, mới đây luôn nè. Bây giờ mình sẽ click thử. À không phải, cái lần này như là... Đúng không ta? Có âm thanh không? Có âm thanh nè. Đúng rồi. Đây như là cái lần mà đầu tiên mình nhấn Ctrl F1. Và các bạn thấy nó đã quay lại 1 phút trước đó. Đây, chúng ta đang coi cái record 1 phút trước đó nha các bạn. Cái này là video nha các bạn, chứ không phải là... Đây là cái video, chứ không phải là cái game đâu nha. Đó, mình nó vừa record lại 1 phút trước đó. Ok, và đây chính là cách để quay highlight game, bất kỳ cái tựa game nào bằng phần mềm trên Win 10 nha các bạn. Nếu như các bạn thích video thì hãy để lại một like phía dưới, và nếu có vấn đề gì hãy để lại comment cho mình phía dưới nha. Chúc bạn ngày vẻ và hẹn lại bạn ở video sau nha.